Ngày 2 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ông Ahmet Davutoglu đã tuyên bố quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Israel xuống mức bí thư thứ hai. Quyết định này được đưa ra sau báo cáo vừa công bố của Liên Hợp Quốc cho rằng Israel đã sử dụng lực lượng không hợp lý trong cuộc đột kích một tàu chở hàng cứu trợ cho dải Gaza, khiến 9 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Nhằm đáp trả lại việc Israel từ chối đưa ra lời xin lỗi chính thức về vụ đột kích, cũng như đền bù thiệt hại cho các gia đình có nạn nhân thiệt mạng, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố hạ cấp ngoại giao với Israel. Quyết định trên đồng nghĩa với việc đại sứ của Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị trục xuất khỏi quốc gia này. Trong một buổi họp báo tại thủ đô Ankara, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu tuyên bố: "Chúng tôi kết luận rằng Israel đã bỏ qua tất cả những cơ hội mà chúng tôi đã đưa ra. Quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel sẽ bị hạ xuống mức bí thư thứ hai. Mọi cá nhân giữ nhiệm vụ cao hơn mức này sẽ bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, muộn nhất là vào ngày 7 tháng 9 tới." Tuyên bố trên của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra một ngày sau khi báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng Israel đã sử dụng lực lượng không hợp lý. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đạt được sự tự do hàng hải trên khu vực Địa Trung Hải. Chúng tôi không công nhận sự phong tỏa dải Gaza của Israel. Hành động này sẽ được Tòa án Công lý Quốc tế xem xét. Trước đó hôm 1 tháng 9, Liên Hợp Quốc đã công bố một bản báo cáo cho biết cuộc phong tỏa bằng hải quân vào dải Gaza của Israel là hợp pháp, nhưng nhà nước Do Thái đã sử dụng lực lượng quân sự để tiến hành việc này một cách bất hợp lý. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül đã tuyên bố coi bản cáo trạng này không có giá trị. Ngoài ra, Ankara còn có kế hoạch khởi kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế ở La Hay về việc Israel phong tỏa dải Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ từng là đồng minh thân cận nhất của Israel tại khu vực. Tuy nhiên, quan hệ song phương trở nên căng thẳng sau vụ Israel tấn công tàu chở hàng viện trợ cho dải Gaza. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rút đại sứ tại Tel Aviv về nước. Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 8 vừa qua vẫn ở mức 9,1% so với tháng trước đó. Đây là tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất của Mỹ kể từ tháng 9 năm 2010 và cũng là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đầu tàu trên thế giới hiện vẫn mang bệnh trọng. Những ánh mắt đăm chiêu tìm kiếm việc làm. Số việc làm mới trong khu vực tư nhân trong tháng 8 tăng 17.000 việc. Nhưng bù lại, số việc làm trong khu vực công lại giảm với mức độ tương đương. Không có việc làm mới nào được bổ sung trong tháng 8. Tức là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, kinh tế Mỹ trung bình bổ sung không việc làm mới trong một tháng. Tất cả những điều này đã tạo nên những gam màu ảm đạm về tình hình việc làm tại Mỹ, nền kinh tế đầu tàu thế giới. Một số nhà phân tích tỏ ra lo lắng khi cho rằng sức khỏe nền kinh tế đầu tàu này đang trên đà suy thoái. Các số liệu việc làm của Mỹ tháng 8 vẫn là những dấu hiệu không mấy sáng sủa đối với nền kinh tế. Có nhiều khả năng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có chiều hướng quay trở về thời kỳ suy thoái. Và như vậy, sắc màu u ám của bức tranh kinh tế Mỹ vẫn còn đó. Cùng với tâm lý lo lắng này, giới đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ tin rằng ngày càng có nhiều khả năng về một nền kinh tế tiếp tục suy thoái. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2 tháng 9, sàn chứng khoán phố Wall chìm trong sắc đỏ khi hầu hết các chỉ số chính như Dow Jones, Standard & Poor's 500 và Nasdaq Composite đều giảm khoảng 2%. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế khác tỏ ra thận trọng hơn khi nhìn nhận về triển vọng phục hồi kinh tế Mỹ. Những người này cho rằng tình hình việc làm của Mỹ trong tháng 8 vừa qua là do những tác động nhất định cả bên trong lẫn bên ngoài như cuộc tranh cãi trần nợ kéo dài, thiên tai, lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ bị hạ mức tín nhiệm từ 3 A hoa xuống còn 2 A hoa cộng và cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu đang lan rộng. Số liệu việc làm tháng 8 của Mỹ được công bố trước khi Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu được chờ đợi trước Quốc hội dự kiến vào ngày 8 tháng 9 tới về kế hoạch tạo công ăn việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế vốn đang rất eo uột. Ông Jim Sperling, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng cho biết kế hoạch tạo công ăn việc làm của Tổng thống Obama sẽ bao gồm một chiến lược tổng thể dài hạn để giải quyết vấn đề thất nghiệp, đồng thời đưa ra một số biện pháp cắt giảm thuế cho người lao động. Chúng tôi đã thảo luận cụ thể với Tổng thống trong hàng tuần liền về một gói biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa nhất định đối với nền kinh tế, như giảm thuế và chiến lược tạo công ăn việc làm. Người dân cũng hiểu được rằng, lâu nay, những vấn đề thảo luận ấy vốn vẫn nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng trong Quốc hội.
Như vậy, với tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 ở mức 9,1% và niềm tin sụt giảm, Tổng thống Mỹ Barack Obama phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng cho bài toán tạo công ăn việc làm. Việc giải bài toán này như thế nào có thể sẽ quyết định đến việc liệu ông có giành được chiến thắng trong cuộc tái bầu cử Tổng thống vào năm 2012 nữa hay không. Ngày 2 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo người dân nước này cần thận trọng khi đi lại trong những ngày sắp tới do lo ngại các mối đe dọa khủng bố của mạng lưới Al-Qaeda vào dịp 10 năm sau vụ khủng bố kinh hoàng 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, lời cảnh báo không liên quan tới mối đe dọa cụ thể nào. Khuyến cáo người dân về việc đi lại thường được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra vào dịp kỷ niệm ngày 11 tháng 9 hàng năm. Thông báo lần này của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, các tổ chức khủng bố đã từng lên kế hoạch tấn công vào những ngày quan trọng, và người dân Mỹ cần lưu ý rằng các tổ chức chi nhánh và liên minh với Al-Qaeda đã thể hiện ý chí và khả năng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và các lợi ích của Mỹ trên khắp thế giới. Dù vậy, cảnh báo lần này không nêu tên cụ thể các quốc gia hay khu vực mà du khách Mỹ nên tránh. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đề nghị những người đi ra nước ngoài đăng ký chương trình đi lại thông minh, trong đó cung cấp thông tin cho các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài phòng trường hợp xảy ra sự cố. 10 năm sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, ngày càng nhiều người Mỹ cho rằng động cơ thúc đẩy Al-Qaeda tấn công khủng bố nước Mỹ bắt nguồn từ chính sách của Mỹ ở Trung Đông. Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Pew của Mỹ cho thấy, tỷ lệ đưa ra nhận định này hiện chiếm khoảng 45% trong số những người được thăm dò, tăng gấp rưỡi so với 10 năm trước. Kết quả thăm dò cũng cho thấy, sau 10 năm, số người ủng hộ cách xử lý tình huống của cựu Tổng thống Mỹ George Bush sau khi xảy ra vụ tấn công đã giảm từ 86% xuống còn 56%. Ung thư vú từ lâu đã trở thành căn bệnh phổ biến ở phụ nữ trên thế giới. Vừa qua, các nhà khoa học Israel đã phát triển một công nghệ mới trong việc phát hiện căn bệnh này, có thể thay thế phương pháp chụp nhũ ảnh bằng tia X-quang truyền thống. Việc sử dụng phương pháp chụp nhũ ảnh vẫn thường được các bác sĩ lựa chọn để phát hiện bệnh ung thư vú. Mặc dù có tỷ lệ chính xác cao, nhưng nhiều phụ nữ cảm thấy phương pháp này quá rườm rà và đôi khi để lại những vết bầm tím. Các nhà phát minh tại công ty Rain Imaging nhận thấy rằng phụ nữ bị ung thư vú sẽ có những dấu hiệu khác lạ trên bề mặt của da mà thiết bị mới với chùm tia hồng ngoại và năng lượng nhiệt có thể dò tìm được. Hệ thống của chúng tôi có khả năng phát hiện ung thư vú nhanh. Nó không liên quan tới bức xạ ion hóa, hơn nữa lại rất thoải mái, không hề có áp lực nào lên người bệnh. Các nhà nghiên cứu cho biết, hệ thống sẽ phát ra tín hiệu ngay lập tức khi phát hiện ra tế bào ung thư. Theo ông Ishaji, kết quả có thể được phân tích và chẩn đoán ngay lập tức mà không cần sử dụng đến phương pháp X-quang. Máy sẽ cung cấp hình ảnh hồng ngoại 3 chiều từ bệnh nhân. Sự độc đáo và mới lạ của phương pháp này chính là khả năng tự động đánh giá rủi ro. Vì vậy, bác sĩ không cần phải chẩn đoán hay giải thích gì thêm. Kỹ sư điện quang Boaz Anon là người đi tiên phong trong nghiên cứu hệ thống máy này sau khi mẹ ông qua đời do bệnh ung thư vú 7 năm trước. Sau một số thử nghiệm lâm sàng, chúng tôi đã áp dụng phương pháp này với 2.500 bệnh nhân trong 5 năm qua. Độ nhạy của phương pháp này cao hơn 90% so với thiết bị truyền thống và nó có thể áp dụng với mọi lứa tuổi. Thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành tại 6 trung tâm y tế trên khắp Israel. Nhiều cuộc thử nghiệm khác sẽ được tiến hành trong năm tới tại một bệnh viện thực hành quan trọng ở London, cũng như vài bệnh viện lớn ở Barcelona và Paris. Rain Imaging hy vọng giai đoạn đầu chiếc máy sẽ được sử dụng song song để hỗ trợ cho các máy chụp nhũ ảnh và tin rằng nó sẽ sớm thay thế hoàn toàn cho kỹ thuật nhũ ảnh X-quang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.